Anh đứng im đó cho tôi. Em có tội gì đâu mà bắt em đứng. Tôi bảo cậu đứng thì cậu đứng, đừng có nhiều lời. Đứng mỏi chân lắm, thôi giữ với tường nha. Cậu giữ vô tường đó cho tôi, đứng im, không được nhúng nhích. Nhưng mà em bị tội gì hả? Nói em biết đi. Hộ chiếu giấy chứng minh của cậu đâu, móc ra cho tôi coi. Thầy ơi, lúc ta mua em về đâu có giấy tờ gì đâu anh, sao có đưa cho anh coi được. Cậu đừng có ngụy biện nha. Cậu tên gì, khai mau. Em tên là bé Lu. Bé Lu hả? Lu. Nhưng mà anh bắt em vì tội gì? Em đâu có chôm chĩa làm gì đâu mà tự nhiên anh bắt em. Tội của cậu rất là nặng. Tội gì? Tại sao ra đường cậu mặc quần để nó lòng thòng lội thội vậy hả? Thầy ơi, em mà mặc quần em mới sợ anh bắt á. Ê, vật chứng này còn chối hả? Dây chuyền nè, nó chôm nè. Trời ơi, đây là vòng cổ của tụi má ơi. Không biết con cánh dài của mẹ là con gì đánh không? Biết chứ sao không biết, làm như ngu lắm vậy. Hả? Tôi nói là tôi biết nha. Sao gì đâu? Sao trăng vậy trời? Hả? Hả, thử gì má, mới bị bắt vậy cái tội mặc quần về nhà con bị chửi nữa. Hả, mẹ nói con á. Nói gì? Đừng có ai vậy, đừng có nhìn kiểu vậy, năng nỉ ra. Tôi có năng nỉ gì đâu trời, tôi đang rất là quạo nha. Tại sao? Tại gì? Tại sao ở nhà có đồ gì có dây là cũng cắn hết vậy? Không cười đó. Mắc cười để ta cười chứ trời, liếc nhẹ cái nha. Con liếc ai đó? Liếc bà chứ liếc hai trời. Hả? Tại sao liếc? Tôi nói là tôi mới vừa bị bắt xong, rất là bực mà về nhà con bị chửi nữa. Chừa nghe. Không có gì phải gọi là chừa hết. Ngồi đây nha, chừa nha. Không có chừa gì hết á. Không có được cười. Ta mắc cười để ta cười. Không được cười. Bà này ngộ, ta mắc cười để ta cười chứ trời. Bốn của mình con đang nhìn muốn cười. Nghe không? Đâu có bị điếc. Hả? Tôi nói tôi không có bị điếc. Tay cục gì đâu có sợ đâu. Ê mạnh tay quá nghe, đừng có để tôi phập á. Bây giờ muốn gì đây? Ngồi đây. Thì từ nãy giờ có đi đâu đâu, ngồi yên một cục đây này trời. Bà ngộ. Ấm ức gì? Muốn mặc quần, kiếm quần cho tôi mặc đi. Mày ấm ức gì? Rất là ấm ức, nghĩ sao đâu rồi được kêu ta mặc quần, không mặc thì bị bắt. Tôi mặc rồi tôi đáy đâu, đáy vô tả hả? Đúng là cuộc đời.